Sáng ngày 17 tháng 2, Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan đến sai phạm của các trung tâm đăng kiểm. Cụ thể, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt Hoàng Văn Duy, giám đốc chi cục đăng kiểm số 9 tại Vũng Tàu, Phạm Việt Phương, giám đốc chi cục đăng kiểm số 6 thành phố Hồ Chí Minh và 12 người khác về tội đưa hối lộ, nhận hối lộ theo điều 354, 364 Bộ luật hình sự. Theo cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh, trước đó, ngày 5 tháng 2, đơn vị tiếp nhận tố giác về tội phạm đối với các sai phạm tiêu cực trong quá trình đăng kiểm ở chi cục đăng kiểm số 6 và chi cục đăng kiểm số 9. Cụ thể, các đăng kiểm viên của hai chi cục đăng kiểm này bỏ qua các lỗi vi phạm của chủ phương tiện đường thủy như không mang tàu thuyền lên đà chống để quan sát từ bên dưới, thiếu trang bị về an toàn phòng cháy chữa cháy, không kiểm tra hệ thống máy. Các đăng kiểm viên còn thông qua những người môi giới để nhận hối lộ. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, ngày 16 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trao quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 bị can và đã được Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM phê chuẩn. Tính đến ngày 17 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 128 bị can để điều tra về các hành vi sai phạm, tiêu cực trong quá trình đăng kiểm. Vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm được Công an TP.HCM phát hiện từ tháng 10 năm 2022, khi Cảnh sát Giao thông TP.HCM chặn dừng xe tải mang biển kiểm soát 50H10020 trên đường để kiểm tra thành thùng và giấy kiểm định phương tiện. Qua kết quả đo thành thùng phương tiện về chiều dài, rộng, cao và đối chiếu với sổ giấy kiểm định, phương tiện này không khớp với thông số kỹ thuật trên giấy kiểm định do Trung tâm Kiểm định 6203 đề cấp. Thấy có dấu hiệu tội phạm, phòng PC08 lấy lời khai tài xế, chủ xe và phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ dấu hiệu sai phạm. Liên quan vụ án xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm, gần 3 tháng qua, Công an tại 23 tỉnh, thành phố đã khám xét trên 50 trung tâm đăng kiểm và tiến hành khởi tố gần 300 bị can.